Nhịp đập thị trường ngày 11 tháng 7, đầu tuần ảm đạm, VIX được giải cứu vào cuối phiên. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index lao dốc 16,02 điểm xuống còn 1.155 điểm. HNX giảm 0,87 điểm xuống còn 276 điểm. Độ rộng toàn thị trường nghiêng về bên bán với 498 mã giảm và 298 mã tăng. Trong rổ VN30, sắc đỏ áp đảo với 24 mã giảm, 2 mã tăng và 4 mã tham chiếu. Khối lượng giao dịch của VN Index đạt hơn 538 triệu đơn vị, tương đương với giá trị 11.400 ngàn tỷ đồng. HNX ghi nhận khối lượng giao dịch đạt 58,3 triệu đơn vị, giá trị giao dịch đạt khoảng 1,1 ngàn tỷ đồng. Kết phiên, sắc đỏ vẫn áp đảo trên thị trường diện rộng với cổ phiếu vốn hóa lớn, mid cap đến small cap. Đáng chú ý, sau phiên ATC, cổ phiếu VIX bất ngờ được giải cứu nhờ lực kéo mạnh cổ phiếu này về giá tham chiếu. Cổ phiếu VHM cũng có diễn biến tương tự, chỉ kết phiên với sắc đỏ nhẹ 0,8%. Song, điều này cũng không giúp VN Index thoát khỏi mức giảm sâu trước áp lực từ nhóm cổ phiếu ngân hàng như TC Bank âm 5,2%, TP Bank âm 4,1%, VP Bank âm 3,8% và VCB âm 2,7%. Cổ phiếu chăn nuôi ngược dòng. Về nhóm ngành, nhóm thịt và chăn nuôi có phiên đầu tuần bay cao. Trong đó, nổi bật có thể kể đến cặp đôi HAG-DBC khi hai cổ này đã tăng hết biên độ. Cổ phiếu VLC cũng leo dốc mạnh mẽ 8,81%, MLS bứt phá 14,52%, các mã khác như HVA, HNG và MML đều tăng mạnh. Một số thông tin ngoài lề về hàng hóa. Giá thép xây dựng giảm lần thứ 8 trong 2 tháng. Ngày 08 tháng 7, các doanh nghiệp thép lại điều chỉnh giá thép ngành xây dựng, đánh dấu giảm lần thứ 8 liên tiếp trong 2 tháng vừa qua. Tại khu vực miền Bắc, Hòa Phát điều chỉnh giảm 360.000 đồng trên tấn và 200.000 đồng trên tấn đối với thép cuộn CB240 và thép than vằn D10 CB300. Sau điều chỉnh, giá hai loại này còn 16,24 triệu đồng trên tấn và 16,6 triệu đồng trên tấn. Về xăng, giá xăng trong nước đã giảm mạnh hơn 3.000 đồng mỗi lít, đưa giá xăng xuống dưới mức 30.000 đồng trên lít sau nhiều ngày neo ở mức cao. Tương tự, dầu diesel giảm 3.000 đồng trên lít, có giá bán 26.500 đồng trên lít. Dầu hỏa có giá bán không cao hơn 26.300 đồng trên lít sau khi giảm 2.000 đồng trên lít. Dầu mazut giảm 2.000 đồng trên kg, có giá bán 17.700 đồng trên kg. Tại kỳ này, cơ quan điều hành giá trích lập quỹ bình ổn xăng dầu ở mức 950 đồng trên lít, với tất cả các loại xăng và dầu diesel ở mức 550 đồng trên 1 lít.